Đồ chơi dây thun, cảnh báo nguy hiểm. Đồ chơi dây thun, súng dây thun, chất liệu nhựa. Chuyển sang vâng. Và chúng ta xem một cái súng bắn chun này nó như nào nha anh em. Nhìn nó hoành tráng đúng không? Đẹp phết cho trẻ em trên 14 tuổi này. Một sản phẩm made in Tàu, bia luôn. Chuyển sang và cái này chính là rất là tiết kiệm diện tích luôn. Cái bia, vâng, mình quá tay sao ấy. Quá tay. Bia bắn. Wow, cảm giác đầu tiên khi cầm là nó bằng nhựa, nó rất là nhẹ. Cò bóp thì có độ khá là nảy, độ đàn hồi khá nặng. Tuy bằng nhựa nhưng mà mình thấy cũng chắc chắn. Và thun tặng kèm. Thiết kế thì không có gì giới thiệu nhá, khá là đẹp. Trời ơi, mở lên như này, úi trời. Đóng vào, mở lên, móc thun vào đây. Đấy, gắn vào đây. Một, gắn vào đây. Hai, anh em để ý khoảng cách nhá, tiếp. Đây gọi là lên cò đây anh em. Ba. Khá là dễ dàng. Cái thứ 5 này. Hơi nặng một chút rồi. Cái thứ 6 này vẫn thoải mái. Ủa, vẫn dùng một tay được. Cái thứ 7. Khá là nặng. Cái thứ 8. Rồi, 8 cái chun. Rồi giờ sai anh em. Úi, rồi, không múa may được. Ở dưới lại cũng mở được luôn này. Đấy. Mở lên, bệ đỡ nhá. Úi giời ơi. Wow, được phết, khá mạnh. Ây da, cũng hơi đau đấy. Ây da. Được. Đấy, anh em nhìn đấy. Đấy. Thế rồi, 8 phát nhá. Đấy, nói chung là mình để khoảng cách này khoảng 20 phân này cũng hơi rát một tí thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà tránh các bé sử dụng, bắn vào mặt nhá, bắn vào mặt thì sẽ rất nguy hiểm. Còn bắn vào người thì thoải mái, chơi được, ngon bổ rẻ. Mỗi tội là lên đạn hơi lâu, đánh giá 4 sao trên 5 sao.